Giường kéo giãn cột sống chữa thoát vị đĩa đệm là dụng cụ hỗ trợ điều trị thoát vị đang được ưa chuộng và sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Chúng là trợ thủ đắc lực giúp bệnh nhân thoát khỏi sự hành hạ của những cơn đau thoát vị dai dẳng. Giường kéo giãn cột sống mang đến hiệu quả đáng kinh ngạc nếu như bệnh nhân sử dụng thường xuyên và đúng cách. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều thắc mắc về giá thành, chỉ định sử dụng hay cơ chế hoạt động của sản phẩm này. Cùng tìm hiểu ngay trong video dưới đây. Liên hệ hotline 090 884 9669 hoặc truy cập website baithuocancotnam.com tại phần mô tả để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn phương pháp kéo giãn cột sống tốt nhất cho tình trạng bệnh của bạn, dứt điểm thoát vị đĩa đệm tại nhà. Nguyên lý hoạt động của giường kéo giãn cột sống. Giường kéo giãn cột sống hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm thông qua cơ chế kéo căng và thả lỏng cột sống liên tục một cách có kiểm soát, giúp gia tăng khoảng cách giữa các đốt sống mà không ảnh hưởng tới đĩa đệm, giải phóng chèn ép cho các dây thần kinh, làm giảm áp lực lên nội đĩa đệm, từ đó cải thiện các triệu chứng của bệnh thoát vị một cách hiệu quả. Những tác dụng tuyệt vời của giường kéo giãn cột sống. Phương pháp kéo giãn cột sống bằng giường kéo giãn được cho là có 4 lợi ích rất tiềm năng. 1. Tác động vào hệ thống cột sống, giúp giảm đau nhanh, tức thời nhờ gia tăng khoảng cách giữa các đốt sống, giảm áp lực lên đĩa đệm và giải phóng chèn ép dễ dây thần kinh hiệu quả. 2. Làm giãn cơ nhanh chóng và tức thời nhờ lực tác động lên cơ, gây giãn cơ thụ động, đồng thời làm giảm co cứng, cắt đứt các vòng xoáy bệnh lý. 3. Điều chỉnh sự sai lệch của các đốt sống và đĩa đệm về vị trí ban đầu. 4. Dưới tác động của lực khi thực hiện kéo giãn cột sống trên giường, máu sẽ được tuần hoàn và lưu thông dễ dàng, đồng thời giúp cho nhân nhầy và đĩa đệm căng phồng trở lại. 3. Ưu nhược điểm của giường kéo giãn cột sống. Ưu điểm: lực kéo giãn cột sống mạnh, tăng hiệu quả kéo giãn cột sống, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của thoát vị đĩa đệm mà không cần phải phẫu thuật hay mổ xẻ dùng thuốc. Hầu hết các sản phẩm giường kéo giãn cột sống của nước ngoài sau khi nhập khẩu về đều được thiết kế lại để phù hợp với vóc dáng và thể trạng của người Việt Nam. Nhược điểm: giá thành một chiếc giường kéo giãn cột sống khá cao nên hiện nay chỉ có các trung tâm vật lý trị liệu và phòng khám lớn mới trang bị được loại máy này. Việc kéo giãn cột sống phải được tiến hành bởi các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm. 4. Cách sử dụng giường kéo giãn cột sống. Tùy vào từng loại giường kéo giãn cột sống có thể thay đổi một số điểm nhỏ trong cách sử dụng, nhưng nhìn chung chúng có cơ chế hoạt động tương tự nhau theo các bước sau. Dùng đai kéo giãn cố định các vùng thoát vị đĩa đệm cần điều trị như lưng, cổ. Điều chỉnh các thông số trên máy theo chỉ định phù hợp với tình trạng của bệnh. Các thông số bao gồm lực kéo, chế độ kéo, thời gian kéo theo chỉ định của bác sĩ. Nếu kéo tự động, bệnh nhân chỉ cần bấm nút là máy kéo tự hoạt động. Nếu kéo bằng tay, bệnh nhân sẽ điều chỉnh con lăn ở thành giường bên hông phải. Kết thúc điều trị, tháo bỏ đai cố định để bệnh nhân nằm nghỉ tại chỗ 5 đến 10 phút, giúp máu huyết lưu thông bình thường, hệ cơ xương và dây thần kinh phục hồi trở lại. 5. Thời gian kéo giãn cột sống bao nhiêu là đủ? Thời gian kéo giãn cột sống chữa bệnh thoát vị đĩa đệm khá dài, lên tới 30 đến 45 phút mỗi lần. Đối với mỗi liệu trình như thế này, chúng ta nên thực hiện 15 đến 25 lần trong khoảng thời gian từ 4 đến 6 tuần thì dừng lại và kiểm tra xem tình trạng bệnh có được cải thiện hay không để có những biện pháp xử lý khác. Ngoài ra, thời gian kéo giãn cột sống trị liệu còn phụ thuộc vào tình trạng bệnh lý của từng bệnh nhân nên có sự thăm khám từ các bác sĩ chuyên khoa để có phác đồ điều trị phù hợp nhất cho tình trạng bệnh của mình. 6. Giường kéo giãn cột sống giá bao nhiêu? Giường kéo giãn cột sống trên thị trường vô cùng đa dạng về mẫu mã, kích thước với những chức năng ngày càng một ưu việt. Mức giá trung bình cho một giường kéo giãn cột sống dao động có thể từ 2 triệu đồng cho đến hàng trăm triệu đồng tùy theo từng hãng. 7. Đai kéo giãn cột sống, phương pháp kéo giãn cột sống hiệu quả và tiết kiệm. Giường kéo giãn cột sống được coi là một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị có giá thành khá cao so với bệnh nhân và được sử dụng phổ biến hơn ở các trung tâm vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Mặt khác, dụng cụ này tuy hỗ trợ hiệu quả nhưng khá cồng kềnh, với cơ chế hoạt động tương tự giường kéo giãn cột sống mang đến hiệu quả vượt trội với mức giá vô cùng hợp lý chỉ 350.000 đồng. Đai kéo giãn cột sống An Cốt Nam đang là dụng cụ kéo giãn cột sống được đông đảo bệnh nhân tin tưởng sử dụng. Bằng cách khai thác trọng lực, dụng cụ có tác dụng kéo giãn cột sống một cách tự nhiên, giảm áp lực lên đĩa đệm, giải phóng chèn ép dây thần kinh, từ từ đưa cột sống trở về vị trí sinh lý ban đầu, từ đó giúp bệnh nhân mắc bệnh cột sống giảm đau cực nhanh và sâu. Khác với phương pháp điều trị thông thường vốn chỉ điều trị bệnh về mặt triệu chứng, đai kéo giãn cột sống An Cốt Nam tác động trực tiếp vào bản chất của vấn đề gây đau cột sống do chèn ép dây thần kinh và các tổ chức cơ xương bị tổn thương bằng cách kéo giãn vùng bị đau và giảm bớt áp lực tác dụng thường xuyên lên các khu vực này. Khi sử dụng đai kéo giãn cột sống An Cốt Nam, cột sống của bệnh nhân luôn giữ ở vị trí thẳng và kéo giãn thoải mái hơn so với trạng thái bình thường. Do đó, các tổ chức dây thần kinh, cơ xương của bệnh nhân giữ được vị trí ổn định và chịu bớt áp lực tại vùng thoát vị. Việc này giúp cho định hình lại kết cấu tổ chức cột sống, giúp người bệnh vẫn có thể tham gia hoạt động bình thường và tạo ra hiệu quả điều trị lâu dài. Đai treo được thiết kế gọn gàng, tiện lợi và chắc chắn. Nhờ thiết kế linh hoạt, thư giãn thoải mái, bạn có thể kết hợp với một số động tác luyện tập để gia tăng hiệu quả điều trị. Đai treo được cải tiến phù hợp cho cả nam và nữ để luyện tập. Từ 10 đến 30 phút mỗi ngày thư giãn cùng đai kéo giãn cột sống An Cốt Nam đã giúp cho bệnh nhân điều trị và giảm đau vô cùng hiệu quả với các bệnh lý về cột sống với mức giá siêu tiết kiệm chỉ 350.000 đồng. Liên hệ đặt hàng hotline 090 884 9669 hoặc truy cập vào website baithuocancotnam.com tại phần mô tả. Đừng quên nhấn đăng ký kênh An Cốt Nam và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để nhận thêm nhiều phương pháp chữa bệnh vô cùng hiệu quả từ bác sĩ chuyên khoa hàng đầu của chúng tôi.